Ngày 28 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định số 28/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tại thành phố Sông Công. Theo nghị quyết số 12 2020, thành phố Sông Công có phường mùa chè là đơn vị duy nhất không được phép chăn nuôi trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Thành phố đã tổ chức tuyên truyền triển khai cho các cơ sở chăn nuôi ký cam kết xây dựng phương án thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc phải di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trong thời gian quy định. Tuyên truyền quán triệt luật chăn nuôi và các văn bản liên quan. Qua giả soát, phường mùa chè có hơn 400 hộ chăn nuôi với quy mô nông hộ. Đến thời điểm này, 100% các hộ chăn nuôi đã ký cam kết giảm dần quy mô chăn nuôi và thực hiện ngưng hoạt động chăn nuôi theo quy định của nghị quyết. Đối với việc thực hiện quyết định số 28-2022, quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, hiện nay tại thành phố Sông Công, mật độ chăn nuôi là 1,78 trên 1 hectare đất nông nghiệp, cao gấp hơn 2 lần so với mức quy định tại quyết định số 28. Việc cấp giấy phép môi trường cho các trang trại cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sau khi trao đổi những vướng mắc khó khăn và đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thành phố Sông Công tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ra soát các cơ sở chăn nuôi và thực hiện nghị quyết số 12 theo đúng quy định. Đối với chỉ số mật độ chăn nuôi cao, đoàn công tác cũng yêu cầu thành phố Sông Công đưa ra các giải pháp, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể đến năm 2030 giảm dần mật độ chăn nuôi về 0,8 DNA trên 1 hectare đất nông nghiệp.